Anh có cảm thấy sốc không khi mà đội bóng mình này thua đậm thì kể cho ngoài ra lại không thể sốc thì nghĩ là trận đấu này là trận đấu hay của hai đội chơi chơi không tồi tạo ra được nhiều cơ hội cả hai đội đã lớn và đội Gia Lai họ chuyển hóa thì họ nghĩ là khi thua 1-2-1 thì tôi đẩy cao đội lên để các bạn đỡ ở những việc và phía sau nhiều phần cần là những việc tự nhiên thôi. Tôi nhận hóa ra nó kết thúc. Ở tình huống pen thì các cầu anh ta lại phản ứng là gay gắt, anh có thể chia sẻ là cái nhất định của anh về cái tình huống này như thế nào khi mà Minh Vương được chủ phạt? Bạn biết rồi, từ ban luyện của Viettel đứng rất xa nên tình huống đó chúng tôi chưa xem lại tình huống đó, không thể đánh giá được cái tình huống có bên bên kia quay trọng tài rõ ràng là đứng trong bên không đánh giá rồi mà chỉ riêng Hoàng Đức hôm nay ít nhất thì Hoàng Đức đã bỏ lỡ từ 2-3 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng rõ ràng. Hoàng Đức chơi trận này thì không đến mức độ tồi mà cậu chơi tốt, chỉ có cái bàn thắng không chuyển hóa được bàn thắng thôi. Nhưng mà cái việc bỏ lỡ cơ hội cho hai điều không may mắn thì tôi mất hai cầu thủ ngoại, đó cũng là một cái trong những thiệt thòi của chúng tôi. Như tôi đã nói thì chúng tôi có người như là và chơi như tôi. Hôm nay thì trong các cầu thủ ghi bàn của lưới Viettel thì có khúc biệt anh có thể muốn thêm một cầu thủ khá trẻ để anh có thể đánh giá về cái tài năng của mình như thế nào? Bây giờ tôi thấy rất đáng mừng các cầu thủ Philip đã tạo chuyện rất nhiều các cầu thủ trẻ thi đấu và đã khẳng định được những cầu thủ xuất thân xa hay khúc biệt đều là những cầu thủ tài năng của chúng ta cần phải phát triển họ và sử dụng họ hợp lý. Hôm nay khúc biệt vào sân chơi thi đấu tốt. Có thời điểm là vẫn tiếp theo chưa để thay thế ngoại binh thì phương điều này ảnh hưởng thể như nào mà ông có tính tạo được tạm lớp trong thời gian? Tôi phương án của chúng tôi vẫn là sử dụng những cầu thủ nội có cơ hội tốt nhất trong các buổi tập và diện mất hai cầu thủ ngoại trên hàng công thì cũng là một phần tạo được điều kiện cho các cầu thủ nội có điều kiện thi đấu được khẳng định mình. Các cầu thủ dần dần thích nghi và tự tin. Tất nhiên đây là một cái trận đấu tai nạn, chúng tôi sẽ tạm quên nó đi để làm lại những trận đấu tiếp theo. Và lần sau thì Đà Nẵng cũng một đối thủ không đánh giá cao và ăn khó cũng không tốt thì sau trận thua này thì ông sẽ làm gì và chuẩn bị như nào để hướng tới mục tiêu tốt trong trận sau? Chúng tôi sẽ phải quên trận đấu đi để tiếp tục chơi trận đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ xem bằng nghiên cứu bằng mình và phân tích trận đấu để đưa ra đấu pháp của con người và quý nhất cho trận đấu là không thì trận này đâu là điều khiến cho để theo trận nhiều lần thôi. Cái điểm yếu nào hay là có cái gì khiến ông không hài lòng? Tôi thấy là khi mà Hoàng Gia Lai đẩy trận đấu lên chúng tôi hầu như là không bị mất thế trận, nhưng sau cái bàn thua từ quả phạt của Minh Vương thì chúng tôi buộc phải đẩy mình cao lên để có bàn thắng. Chúng ta nói về cái việc mà tạo ra rất nhiều khoảng trống sau lưng hàng phòng của chúng tôi và Gia Lai có hai cầu thủ ngoại tương đối khỏe và cái việc mà có phòng trống thì cái cầu thủ nội cái quyền nội để đua với họ thì đương nhiên là đã bất lợi. Tình thế trận mà bằng co hòa có tỷ số thì tôi khi thế trận hình ngự là tốt. Sau khi chúng tôi thua cái trận kết quả thứ hai tức là quả đá phạt của Minh Vương thì chúng tôi buộc phải lấy được